Rồi thầy vừa coi tất cả các bài xét miễn thi rồi. Bây giờ thầy sẽ tiến hành sửa cái câu hỏi trọng tâm. Nhiệm vụ 4 này thì thầy thấy tất cả đều rất là khả quan đó. Để mời bạn Thảo này, vừa của em là 194 đi Thảo. Em có cái nhầm lẫn 0,03 viết thành 0,3 nhé Thảo nhé. Ủa, không phải 0,3 à thầy? Thế nên là nó sẽ thành sai hết đấy. Đi thi như thế này là không có điểm. Tuy nhiên các bạn làm nhiệm vụ nên là thầy vẫn cho các bạn cái cơ hội khác để đánh giá, sửa chữa đấy. Hình dung Thảo. Dạ vâng ạ. Trong trường hợp này thì như thế, còn đối với các bạn mà đi thi là như thế là giỏi đáp án, thế là có vấn đề rồi nhé. Ok không? Bây giờ thầy có thêm căn cứ để cân nhắc cho em đây. Bây giờ em đọc cái câu 41 to lên xem nào. Bằng tiếng Anh trước. A concerning frame submit a từ đợi em Bit bit nó bị che mất không 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 có CH đâu, không có phải là ấy, đó là bit đâu. bit for a large research project Firm firm the firm management initially felt they had a 50-50 chance of getting the project. However, the agency, hả thầy? agency. The agency to which the bid was Submitted. submitted subsequently request additional information on the bid part experiment indicate that for 75% of the successful bids and 40% of the unsuccessful bids the agency request additional information. A. What is the prior probability of the bid being successful? That is, prior to the request for additional information. B. What is the conditional probability of a request for additional information given that the bid will ultimately be successful? C. Compute. Compute the particular probability that the bid will be successful given a request for additional information. Rồi, đọc cho bản tiếng Việt nào. Tôi thấy là câu 41, một công ty tư vấn tham gia đấu thầu một dự án nghiên cứu lớn. Ban quản trị của công ty nhận thấy cơ hội thắng thầu ban đầu là 50-50. Tuy nhiên, một đại diện của chủ dự án yêu cầu công ty phải bổ sung thêm thông tin. Các kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy chủ dự án thường yêu cầu thêm thông tin của 70% các hồ sơ thầu thành công và 40% các hồ sơ thầu không thành công. A. Xác suất tiên nghiệm của việc đấu thầu thành công là bao nhiêu? Nghĩa là xác suất thắng thầu trước khi công ty nhận được yêu cầu bổ sung thông tin. B. Tính xác suất có điều kiện của biến cố một hồ sơ thầu được yêu cầu bổ sung thông tin, biết rằng hồ sơ thầu đó là thắng thầu. C. Tính xác suất hậu nghiệm của biến cố một hồ sơ thầu sẽ thắng thầu,
biết rằng hồ sơ thầu đó được yêu cầu bổ sung thêm thông tin. Ừ, rồi, ok. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên của thầy á là nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là nghiên cứu về cái định lý Bayes với một công thức nhàm chán để làm mấy câu giống như cái câu 3940 này thì có vẻ như là em sẽ không hình dung được cái vẻ đẹp của cái định lý Bayes trong thực tế đâu. Dạ vâng. Đúng không Thảo? Nếu mà đơn Dạ thuần vâng ạ. làm câu 3940 tính toán giáp số vào thì em sẽ không thấy được cái vẻ đẹp của cái định lý Bayes trong thực tiễn đâu. Có đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thế thì khi mà em nghe cái bài giảng của thầy á, lý thuyết và các bài sửa ấy, thì em thấy rằng là định lý Bayes là một cái định lý mà xét về mặt ứng dụng ấy, thì thầy đã chứng minh cho nhiều khóa rằng đây là một cái định lý tuyệt vời trong thực tiễn. Thế thì trong cái thầy hỏi em là tại sao lại là tuyệt vời đấy? Tuyệt vời trên nhiều tình huống đâu. Thì cái câu 41 này là một trong các tình huống. Còn nếu mà phân tích câu 42 này càng hay nữa. Thế bây giờ em thử nêu một cái cảm quan tổng tổng quát về về cái định lý Bayes trong thực tiễn này là như nào. Cái cảm quan đấy nó có lợi ích gì trong thực tiễn và thường nó vận dụng trong cái kiểu như thế nào? Thầy thì em thấy là trong thực tiễn thì định lý Bayes được sử dụng để phân tích và để sử dụng trong các phân tích để ra quyết định ấy. Và thường thì để tính cái xác suất tín nhiệm về để phán đoán. Tức là thường sẽ được phán đoán bởi người ra quyết định thông qua các Rồi. cái thông tin thu nhập từ việc chọn mẫu cũng như là những cái xác suất hiệu hậu nghiệm được tính để mà đưa ra quyết định tốt nhất ạ. Rồi, ok. Thế thì vừa rồi bây giờ thầy nói các tình huống mang tính xã hội mà thông thường nói ra kể ra thì nó nhiều lắm nhưng mà nó không đi trực tiếp vào vấn đề kinh tế và kinh doanh nên cho giờ tạm thời bó hẹp vào chứ phạm vi nó ứng dụng nó rộng lắm. Bây giờ để cho một cái ứng dụng nó gần gũi nhất với các bạn ấy thì như thế này này, thường ấy thì sinh viên khi mà thi xong giữa kỳ hoặc cuối kỳ thì thầy đều làm phân tích thống kê nhé, Thảo nhé. Dạ vâng ạ. Mấy chục lớp ạ. Thầy đều làm phân tích thống kê hết. Và cuối cùng thầy sẽ có một cái con số là đối với lớp chất lượng cao thì tỷ lệ mà đạt từ 7 điểm trở lên là bao nhiêu phần trăm á, sẽ có ra một con số đó nhé, hình dung không Thảo? Dạ vâng. Hay là tỷ lệ rớt thì là bao nhiêu phần trăm, sẽ có những con số kiểu như thế. Hoặc là một lớp đại trà chẳng hạn thì thầy sẽ sau nhiều khóa cùng là đại trà bắt đầu thầy mới tính được là tỷ lệ trên 7 điểm là bao nhiêu phần trăm và tỷ lệ rớt là bao nhiêu phần trăm, ok không? Dạ thầy. Tuy nhiên cái đó ứng vào cái định lý Bayes thì nó là xác suất tiên nghiệm hay hậu nghiệm đấy. Cái xác suất thầy thấy chưa, em thấy thực thực tế chưa, nếu mà nói tiên nghiệm hậu nghiệm thì nghe nó trên trời dưới đất nhưng mà đi vào thực tế thì lại thấy nó rất là rõ ràng như thế đó. Cái thầy vừa nói đấy là tiền xác suất tiên nghiệm hay hậu nghiệm đó. Dạ vâng. Dạ, tiên nghiệm. Chính xác, nó là xác suất tiên nghiệm đó. Tức là thầy cứ nhìn thấy một sinh viên chất lượng cao là thầy ước lượng cho một con số là bao nhiêu phần trăm là trường hợp này trên 7 điểm đấy. Thì đúng không? Dạ vâng. Cái đấy gọi là xác suất tiên nghiệm.
Và cứ nào một sinh viên chất lượng cao thì thầy sẽ có một xác suất tiên nghiệm là cái sinh viên này sẽ trên 7 điểm, có một cái xác suất đạt trên 7 điểm là bao nhiêu phần trăm, ok không, được không? Dạ. Tuy nhiên cái đấy mới gọi là xác suất tiên nghiệm, là lý do đó đó. Tuy nhiên bây giờ thì cái tài hoa của cái định lý Bayes đó là với các xác suất tiên nghiệm như thế mà chỉ cần thêm thông tin, em có nhìn đọc thấy cái chữ này không, additional information này thấy không, Dạ. thêm thông tin thì lập tức định lý Bayes giúp chúng ta cung cấp một cái xác suất chính xác hơn cho đối tượng đó. Ví dụ như là bạn Thảo, bạn ấy đi học đầy đủ 100%, nếu mà bình thường ấy, nếu mà bắt đầu buổi đầu tiên của môn xác suất ok thì thầy em nhìn thầy sẽ nhìn em với tư cách là bạn Thảo sẽ có một cái xác suất đạt từ 7 điểm trở lên môn xác suất ok là một con số bao nhiêu phần trăm gì đó, ok không? Dạ thầy. Thế đó là xác suất tiên nghiệm. Tuy nhiên bây giờ bổ sung thêm thông tin, bổ sung cái gì đây? Thì sẽ có các khả năng sau đây. Bạn Thảo ấy, bạn ấy đi học đầy đủ thường xuyên và bạn ấy thuộc nhóm giao nhiệm vụ. Thì theo em cái này có phải là một thông tin mới không? Dạ có thầy. Đấy là thông tin mới, còn ban đầu chỉ là sinh viên lớp chất lượng cao thôi đúng không? Đúng thế không? Dạ. Lúc đầu chỉ biết được mỗi thông tin là sinh viên chất lượng cao thì lập tức cho ra ngay một con số là xác suất từ 7 điểm lên môn xác suất ok là bao nhiêu phần trăm đó. Thì cái này định lý Bayes gọi là nó gọi là xác suất tiên nghiệm, ok không, được chưa, dễ hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ thông tin mới là gì? Bây giờ trường hợp có một thông tin mới để xác định chính xác hơn cái đối tượng này. Bây giờ bạn Thảo là sinh viên lớp chất lượng cao rồi. Tuy nhiên bây giờ có thông tin mới là bạn Thảo là thuộc nhóm được giao nhiệm vụ, thì đây là một thông tin mới nhé. Được không? Dạ Thì thầy, đúng không? dạ có. Và từ thông tin mới này thì định lý Bayes nó sẽ biến cái xác suất tiên nghiệm này trở thành xác suất hậu nghiệm. Em có hình dung vấn đề không? Dạ có thầy. Thế thì cái xác suất nào hữu ích hơn? Nếu mà cái dùng cái xác suất ban đầu này, Suất hậu nghiệm thầy. xác suất hậu nghiệm tốt hơn rất nhiều đúng không? Đánh giá Dạ đối tượng nó chính xác hơn rất nhiều đúng không? vâng. Còn người ban đầu chỉ biết là đây là sinh viên lớp chất lượng cao thôi nên cho ra một con số như thế thôi. Nhưng mà xác suất hậu nghiệm thì nó chính xác hơn những cái xác suất tiên nghiệm hơn rất nhiều, tại vì nó có thêm thông tin mới. Thế bây giờ em đã thấy lợi ích của định lý Bayes trong thực tiễn chưa? Thầy lấy một ví dụ nó gần gũi với các bạn này. Chứ trong kinh tế, kinh doanh, trong tài chính, ngân hàng, trong các quyết định đầu tư vân vân thì nhiều lắm nhé. Dạ vâng. Ok không? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ thầy để giải thích cho cái khái niệm về xác suất tiên nghiệm và hậu nghiệm. Nghe thì nó cái từ nó nghe nó hàn lâm quá, trên trời dưới biển quá, nhưng mà đấy thầy đi vào thực tế thì nó rất là dễ hiểu, đơn giản như thế đấy. Thế thì trong cái tình huống liên quan đến cái vấn đề đấu thầu dự án nghiên cứu này á, thì chúng ta phân tích sâu nhé. Thầy sẽ làm cho các bạn thấy được cái vẻ đẹp của định lý Bayes, chứ không phải là chuyện đơn thuần là ráp cái công thức để cho ra kết quả đâu. Thầy tiếp cận vấn đề không theo cái kiểu đó nhé. Dạ. Thầy không tiếp cận theo cái kiểu như là toán phổ thông ráp công thức cho ra kết quả tưởng như thế là ngon lành rồi, không phải, phải là sự vận dụng nó vào thực tế cơ, nó mới là cái cấp độ cao nhất của vấn đề đó. Thế nên là cái bài giảng trực tiếp trên lớp nó hữu ích ngay cả những người mà đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, là lý do đấy đấy. Rồi thế thì trong cái tình huống cái câu này thì
một cái consulting firm, tức là một cái công ty tư vấn, ví dụ như là McKinsey là một công ty tư vấn nổi tiếng thế giới, không biết đâu. Ví dụ như ở Việt Nam thì các cái công ty tư vấn đủ thứ hết, Dragon Capital vân vân đủ thứ. Thì cái hoặc là các cái công ty khác nữa, nó thực hiện cái hoạt động là như thế này, đó là đấu thầu các cái dự án nghiên cứu để họ nhận cái nguồn quỹ để họ tiến hành làm nghiên cứu. Có hình dung vấn đề không nhỉ? Ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh đang cần thực hiện một nghiên cứu này, thì họ thì có một cái công ty hoặc một cái viện nghiên cứu hay một tổ chức nào đó, họ đấu thầu, có ba công ty, ba tổ chức đang đấu thầu để nhận cái dự án này để làm. Thì ai thắng thầu thì sẽ được thực hiện nghiên cứu đó, gì đúng không? Dạ vâng. Ừ. Hay là giống như là Bộ Giáo dục Đào tạo nó có các cái đề tài gợi ý, bây giờ trường đại học nào đấu thầu thành công thì trường ấy làm gì? Dạ. Giống như là trường đại học luật mình đấu thầu thành công cái đề án soạn thảo cái luật giáo dục mới này, đúng không? Dạ có. Còn Đại học Luật Hà Nội thì đấu thầu thành công cái luật giáo dục đại học á, ok không? Dạ vâng. Ừ, đấy, ví dụ thế, ví dụ còn có nhiều trường khác nhé, chứ không phải có hai trường đấy đấu thầu đâu. Nhưng mà đấy là hai trường nó thắng thầu, ok không? Dạ vâng. Thì cái consulting firm này nó giống như là một cái đơn vị tổ chức công ty nó làm cái việc đó. Nó sẽ tập hợp các cái nhà nghiên cứu, chuyên gia. Đó. Nguồn thu là từ việc thực hiện các cái dự án nghiên cứu này mà họ có nguồn thu. Thế thì trong cái tình huống này thì cái con số 50-50 này thì nó là tiên nghiệm hay hậu nghiệm đấy? Dạ là tiên nghiệm thầy. Ờ, chính xác. Tức là một cái cảm quan ngay từ đầu nhảy vào dựa trên dữ liệu quá khứ, cái công ty này đã từng nộp cái dự án nghiên cứu và đấu thầu cho nhiều dự án, cho nhiều công ty rồi, thì cái tỷ lệ thành công của họ là 50-50 gì? Dạ vâng. Ừ, thế nên họ tính ra được tỷ lệ 50-50. Có công ty thì có thể tỷ lệ cao hơn, đúng không? Ví dụ tỷ lệ thắng 60 hay 70 gì đó. Tuy nhiên đối với công ty này thì họ đấu thầu rất nhiều dự án rồi, thì dữ liệu quá khứ cho họ một con số là 50% là thành công, đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái này em gọi là cái xác suất gì? Xác tiên nghiệm hay hậu nghiệm? Là cái 50% kìa. Dạ là hậu tiên nghiệm đấy. Ờ, tiên nghiệm. Đó. Tuy nhiên cái câu chuyện đặt ra là không dừng ở đó. Thế thì bắt đầu công ty này, mới đầu chưa đấu thầu chưa nhảy vào cái dự án này để đấu thầu đâu. Họ đã có một số 50% rồi. Thì cái đó gọi là xác suất tiên nghiệm. Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó. Bắt đầu họ chuẩn bị hồ sơ. Họ nộp cho cái tổ chức mở thầu này. Thì có những cái thông tin mới sau đây. Ở đây nó gọi là gì? Nó gọi là additional information này. Thì thông tin mới đây là như này này. Thông tin mới là khi mà công ty tư vấn này muốn đấu thầu thì phải gửi một cái bộ hồ sơ ấy nhỉ? Đúng không? Yeah. Dạ đúng rồi thầy. Gửi bộ hồ sơ. Sẽ trình bày xem là làm cái dự án nghiên cứu này với cái quy mô như thế nào, cỡ mẫu như thế nào, chuyên gia như thế nào, phương pháp tiến hành như thế nào, thầy tạm gọi là đề cương nghiên cứu, được không? Dạ. Thầy gọi là research proposal đó, tạm thời là như thế. Thế thì sẽ có nhiều công ty tư vấn khác nhau nộp cho cái đơn vị này, thì nó xảy ra một cái tình huống thêm nữa là như thế này. Là cái agency, tức là cái công ty mà cần thực hiện cái dự án nghiên cứu này, thì họ yêu cầu cái công ty tư vấn này phải bổ sung thêm thông tin nhá. Dạ vâng.
thì cái việc yêu cầu bổ sung thêm thông tin này được coi như là một cái thông tin mới, tức là additional information đây, đúng không? Dạ thầy. Thế thì với một cái xác suất kinh nghiệm ban đầu như thế kết hợp với thông tin mới này thì bây giờ người ta hỏi là xác suất hậu nghiệm là bao nhiêu, được không? Dạ. Đấy, với cái logic tương tự như vừa nãy thầy nói á. Rồi, thế thì cái câu chuyện đặt ra là trong quá khứ họ thống kê dữ liệu và họ thống kê được cái gọi là mình sử dụng gọi là phương pháp tần số tương đối, mà từ dữ liệu quá khứ thì mình sẽ tính được xác suất gì? Dạ vâng. Tần số chia cho tổng tần số. Thì họ sẽ tính được là trong quá khứ thì nó chỉ ra rằng là như thế nào? 75% gì? À. Dạ. 75% sao? 75% là xác suất có điều kiện của một biến cố hồ sơ thầu được yêu cầu bổ sung thêm thông tin và biết rằng hồ sơ đó là thắng thầu. Rồi, bây giờ thử viết lại cái em vừa nói cho thành ngôn ngữ thống kê đơn giản. Đó là gì nhỉ? Đó là xác suất như nào? Xác suất của một hồ sơ được yêu cầu bổ sung thêm thông tin với điều kiện là hồ sơ đó thắng thầu. Em đặt cái biến cố yêu cầu bổ sung thêm thông tin là B luôn được không thầy? À, cũng được. Bây giờ đặt nhá. Vậy thì em đặt A1 là biến cố hồ sơ thầu thành công. Rồi bây giờ đặt muốn đặt gì thì cứ nói thôi. Nào bây giờ đặt cái gì? Dạ em đặt A1 là biến cố hồ sơ thầu thành công. Còn A2 là biến cố hồ sơ thầu không thành công. B là biến cố yêu cầu bổ sung thêm thông tin ạ. Rồi bây giờ em đặt cái gì? Em đặt tên nó là cái gì? Hả? Gọi em đặt cái gì đây? Dạ em đặt A1 là biến cố hồ sơ thầu thành công thầy. A1 là biến cố là cái đấu thầu, cái sắp phồn gì? Dạ Ý em vậy gì? Ý em là cái hồ sơ thầu thành công mà cái tỷ lệ 50-50 á. Là em đặt biến cố hồ sơ thầu thành công là A1. Còn biến cố hồ sơ thầu không thành công là A2. Rồi. A2 là cái việc đấu thầu này là dạ không thành công. Là không thành công, tức là unsuccessful đấy gì? Dạ vâng. Rồi gì đâu? Em đặt B là biến cố yêu cầu bổ sung thêm thông tin. Tức là mình đặt gọi là cái agency này thì agency nó yêu cầu như vậy gì, được không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi gì nữa? Dạ em đặt ba cái đấy thôi đó thầy. Rồi là sao? Đầu tiên người ta hỏi là cái xác suất tiên nghiệm. Dạ xác suất tiên nghiệm thì là P của A1 bằng 0,5 và P của A2 bằng 0,5. Ở đây người ta gọi là xác suất tiên nghiệm của việc thành công cơ. Chứ mình không có A2 nhé. À dạ vâng. Đây là nó chính là P của A1 thôi, ok không? Dạ vâng ạ. Còn nhiêu nhỉ? Dạ bằng 0,5. Rồi tiếp.
Câu Ở đây B là người ta yêu cầu là các bạn là xác suất điều kiện conditional này. dạ là P của B với điều kiện là A1. Và cái given này, chú ý cái given. Given cái bit đó là successful đi. Dạ vâng. Ừ, thế nên là biểu diễn dưới dạng xác suất có điều kiện thành như nào nhỉ? P của cái dạ gì là nhỉ? P của B với điều kiện là A1 thầy. Ừ. À, cái này chính là B này. À, thầy dùng cái màu khác thì cho nó dễ nhỉ. Thì cái bit will be successful này nó y hệt cái thầy viết nó là A1 đấy gì hả? Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Cái màu xanh này nó chính là A1 này. Còn cái màu hồng này thì nó chính là B. additional information này, agency requested này, additional information nó chính là B thì. Dạ. Để cho các bạn hình dung cho dễ mà. Dạ vâng. Thế bây giờ yêu cầu là cái chữ given này, chú ý chữ given. Given là hiểu ngay là nó là chính là cái xác suất có điều kiện đấy. Đúng không? Dạ. Thế là bây giờ cái câu chuyện nó đặt ra là P của cái gì nhỉ? B đúng không? Dạ vâng. Trong điều kiện A1 Là đã xảy ra gì? dạ. Bằng bao nhiêu? Dạ bằng 0,75. Ừ. Và trong tình huống này thì mình lấy ngay cái thông tin của đề cho đây. Đó là 75% các cái vụ như nào nhỉ? À. Dạ là 75% đấy là dự án yêu cầu bổ sung thêm thông tin với điều kiện là hồ sơ thầu đấy thành công. Có nghĩa là 75% các dự án mà thành công ấy thì nó sẽ yêu cầu bổ sung thêm thông tin, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Ừ đó. Thế là biểu diễn nó chính thành thành cái cục này. Rồi. Và thầy hỏi em rằng cái con số 75% này thì mình trong thực tế có thu thập được không? Dạ. Em nghĩ là có. Ừ, dữ liệu lịch sử nó sẽ thu thập được thông qua cái lịch sử của cái firm này này, ok không? Dạ. Lịch sử của cái công ty này này, từ xưa nay xem là cái hành vi của họ trong quá khứ xem như thế nào thì bây giờ nó thống kê thành số liệu thì họ sẽ tính được là cứ khi nào mà đối với các cái dự án mà thắng thầu ấy thì cái tỷ lệ mà họ yêu cầu xin thêm thông tin, yêu cầu bổ sung thông tin, bổ sung hồ sơ là bao nhiêu phần trăm gì? À. Dạ đúng rồi thầy. Đó thì dữ liệu quá khứ sẽ cho được con số 75% nhé. Dạ. Đấy là lý do vì sao mà đây nó gọi là application, là lý do đó. Tức là nó phải là một cái tình huống thực tế. Ok không? Dạ. Ừ, thực tế họ sẽ tính được con số 75% theo cái cách thầy vừa nói đấy, bằng phương pháp tần số tương đối á, thống kê dữ liệu sau đó là tính tần số chia tổng tần số thì ra được 75%. Rồi à, đối với câu C thì sao? Dạ thưa thầy, câu C là tính xác suất hậu nghiệm của biến cố là một hồ sơ thầu sẽ thành công. Xác suất hậu nghiệm như nào? Của một biến cố mà một hồ sơ thầu sẽ thắng thầu với điều kiện là hồ sơ đó được yêu cầu bổ sung thêm thông tin. Tức là P của A1 với điều từ kiện từ, 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 từ. Thầy không bàn nhiều cái vấn đề tính toán đâu. Thầy đang nói là cái ý nghĩa của câu C này ấy. Thì với tư cách là một cái công ty gọi là consulting firm này này, công ty tư vấn này, thì theo em họ cần cái con số 75 hay là cần cái con số của câu C? Dạ là câu C thầy.
Chính xác rồi. Cái con số về 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 75% chả có ý nghĩa gì với họ cả. Cái họ quan tâm nhất là cái C này này. Có đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Tức là họ đang rơi vào tình huống là đang yêu cầu phải nộp thêm hồ sơ đây rồi. Thì họ muốn quan tâm rằng là với một cái thông tin mới như thế thì cái xác suất họ thắng thầu là bao nhiêu phần trăm. Được đúng không? Dạ vâng. Đó, thế chính vì thế là mới phải tính C đó. Chứ không phải đơn thuần là tính cho vui hay là gì đâu. Họ đang rất cần là bây giờ thế này, tôi nộp hồ sơ rồi. Bây giờ không biết là hồ sơ này có được chấp nhận hay không, nhưng tự nhiên cái công ty đó nó lại yêu cầu mình bổ sung hồ sơ thì với một thông tin mới. Nếu mà bình thường không có một cái thông tin là yêu cầu bổ sung thông tin thì cái lịch sử trong quá khứ chỉ cho biết được họ cái con số 50% này thôi, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Bây giờ tự nhiên có thêm một cái thông tin mới, tức là additional information, là yêu cầu phải bổ sung thêm hồ sơ, thì cái họ cần quan tâm rằng trong tình huống cái given ở đây là request for additional information, tức là cái việc bổ sung hồ sơ là họ đã phải nộp rồi, đấy là thông tin mới, thì với cái thông tin mới đó thì xác suất họ thành công lúc này là bao nhiêu, đưa ra một con số tốt hơn con số ban đầu, ok không? Dạ vâng. Đó, thế nên là em thấy cái tình huống này nó hay ở chỗ đấy đó. Em thấy có thấy được cái vẻ đẹp của định lý Bayes trong cái tình huống này không? Nó thực tế đến mức độ như thế đó, đúng không? Dạ. Rồi, thế trong tình huống này thì nó chính là cái gì nhỉ? Nó chính là P của A1 với điều kiện là biết. Đây này, successful này, thầy vừa viết cho em là chính successful, nó chính là A1 này, đúng không? Dạ vâng. Đây này, nó chính là trên này này. Cái gạch một phát là given đó, với điều kiện cái gì đã xảy ra. Dạ là B. Additional information, thầy viết ở trên này, nó chính là B này này, đúng không? Dạ vâng. Thì cái việc giáp rồi thì thầy không bàn đấy nhé. Cái chuyện đó là chuyện của... chuyện sơ đẳng, thầy không bàn tới nhé, ok không? Dạ thầy. Và cuối cùng nó bằng bao nhiêu? Dạ thưa thầy là bằng 0,6522 thầy. Từ từ thầy chỉnh cái viết này, nó cứ chuyển sang cái chế độ bực bội quá. Rồi, thế bây giờ thầy này lấy một ví dụ cho em để thấy để hình dung về vấn đề này. Bây giờ một chiến sĩ gọi điện để bán hàng ấy, nhá. Dạ. Ví dụ như là, thầy lấy ví dụ như là một người tên là A đi chẳng hạn, thì đại khái tên là gì nhỉ? Tên là Peter đi chẳng hạn. Gọi điện bán bảo hiểm nhé, ok không phải nào? Dạ thầy. Thế thì cái anh chàng Peter này thì trong năm vừa rồi anh ấy sẽ bán được, anh ấy đã gọi điện cho được 1 triệu khách hàng nhé, được không? Dạ. Thì cái chốt đơn, tức là anh ấy gọi cho 1 triệu khách hàng. 1 triệu khách hàng thì lấy từ đâu? Từ cái database, cái dữ liệu khách hàng anh ấy, công ty nó đẩy cho anh ấy thì anh có, ok không? Dạ. Gồm có số điện thoại của từng người có gọi điện để bán bảo hiểm mà, đúng không? Dạ vâng. Bán hợp đồng bảo hiểm, ví dụ như là AIA hay gì đó, bảo hiểm nhân thọ vân vân đấy, em phải vô ông Thảo. Dạ thầy. Thì bây giờ một năm vừa rồi anh đã gọi được cho 1 triệu khách hàng từ cái cơ sở dữ liệu khách hàng, 1 triệu khách hàng. Tuy nhiên anh bán được khoảng độ
100.000 khách hàng, 100.000 cái hợp đồng. Thì em có tính được cái xác suất tiền nhiệm của anh chàng này không? Tức là anh ấy sau khi đã gọi điện cho 1 triệu khách hàng thì anh ấy gọi điện đến người thứ 1.000.001. Tức là sang năm mới rồi đấy. Ok ông Thảo. Dạ. Sang năm mới bắt đầu gọi người đầu tiên của năm mới. Thế thì người đầu tiên này thì anh ấy gọi, anh chưa biết thông tin gì về người đầu tiên này, thì anh đã có ngay một con số mường tượng là thành công ở đây là 0.1%, đúng không? Dạ. Tại vì năm vừa rồi anh gọi cho 1 triệu khách hàng mà ký được hợp đồng 100.000 mà. Dạ vâng. Thì là tỷ lệ là 1/10, tức là 0.1%, tức là xác suất của cái người đầu tiên của năm mới này cũng là 10%, 0.1, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Chưa cần biết là nam hay nữ hay là như thế nào hay là vân vân. Nhưng mà cứ đặt máy lên gọi điện để biết là ở đây tỷ lệ thành công của mình là 10% đây rồi. Và cái đấy nó gọi là xác suất gì đấy? Dạ là xác suất tiền nhiệm thầy. Chính xác, xác suất tiền nhiệm. Tuy nhiên nếu mà chỉ có chưa nhấc máy nhá, đang chuẩn bị nhấc máy lên để gọi điện cho cái người đầu tiên của năm mới này thì biết ngay là cái người này mình thành công là 10% đây rồi. Nhưng mà nhấc máy lên thì bắt đầu mình sẽ nghe được cái thông tin là người đó là nam hay là nữ. Có đúng thế không Thảo? Dạ vâng. Thế thì cái thông tin là nam là nữ thì có phải là thông tin mới không? Dạ vâng đúng rồi thầy. Nó là thông tin mới. Mà đã là có thông tin mới thì lập tức xác suất định lý Bayes sẽ giúp anh chàng Peter này á. Lập tức điều chỉnh con số tính. Em có thấy lợi hại của định lý Bayes chưa? Dạ có. Đấy là thầy còn chưa nói đến cái chuyện là còn thêm thông tin là cái người gọi điện tới người đó là trong độ tuổi nào này. Ok em, trong độ tuổi nào thông tin mới gì hả? Dạ vâng. Rồi làm việc trong lĩnh vực gì này, đúng không? Rồi là khu vực sinh sống này, đúng không? Dạ vâng. Rồi là vân vân đó. Thì chỉ cần có thông tin mới như thế thôi thì định lý Bayes nó sẽ giúp điều chỉnh cái xác suất tiền nhiệm ban đầu thành một xác suất mới. Và theo em cái xác suất về sau này thì hữu ích hơn hay là như thế nào? Hay là dạ dùng là... cái đầu tốt hơn? Dạ dùng cái sau hữu ích hơn thầy. Dùng cái sau hữu ích hơn. Đó. Rồi, trường hợp của em thì có sai sót như thế thì thầy cho cơ hội thế là thông qua quá trình vấn đáp để cho thấy đấy là cái sơ sót của em. Còn về chuyên môn thì tốt. Tuy nhiên đi thi thì không có cơ hội đánh giá nên là coi như là sai đó. Ở đây thì đánh giá được nhưng mà đi thi thì chỉ đánh giá mức trên bài thi thôi. Thầy ghi nhận đây em nhé Thảo nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thầy mời bạn Tiên xem nào, đuôi 218. Dạ vâng ạ. Em đọc cái câu 43 to lên bản tiếng Anh trước. Dạ. Small cars get better gas mileage, but they are not as safe as bigger cars. Small car accounts for 18% of the vehicles on the road. Vehicles on the road, but accident involving small cars led to 198 fatalities during a recent year. Uh,
Assume the probability a small car is involved in an accident is 0.18. The probability of an accident in involving a small car leading to fatality is fatality is 0.128, and the probability of an accident not involving a small car leading to fatality is fatality and fatality là người khác, hai nghĩa hai từ khác nhau. Fatality is 0.05. Suppose you learn of an accident involving a fatality. What is the probability a small car was involved? Assume that likelihood of getting into an accident is independent of car size. Rồi, đọc bằng tiếng Việt. Dạ thưa thầy, là xe hơi nhỏ có chi phí xăng tiết kiệm hơn nhưng lại không an toàn bằng những xe hơi lớn. Người ta thống kê là có khoảng 18% các phương tiện lưu thông trên đường là xe hơi nhỏ, nhưng tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ dẫn đến 11.898 nạn nhân tử vong trong những năm vừa qua. Và giả sử rằng xác suất để một xe hơi nhỏ liên quan đến một tai nạn là 0.18, xác suất để một tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ dẫn đến nạn nhân tử vong là 0.128, và xác suất để tai nạn không liên quan đến xe hơi nhỏ dẫn đến tử vong là 0.05. Giả sử rằng bạn quan tâm đến các tai nạn chết người, xác suất để xe hơi nhỏ liên quan đến loại tai nạn này là bao nhiêu? Giả định rằng khả năng liên quan đến tai nạn của xe hơi là độc lập với kích thước xe. Rồi, có vẻ là cái câu này nếu mà mình không phân tích kỹ thì có vẻ hơn nó hơi dối. Thế thì đầu tiên là mình phải tiêu hóa các cái cụm này đã. Thế thì bây giờ em muốn đọc gì không? Dạ, thì em đặt là cái cái ép thầy là cái biến cố người chết. Tức là biến cố gọi là fatality đấy. Đúng không? Dạ đúng ạ. Còn tính từ của nó là fatal, tức là chết người ấy. Một hành động mang tính chết người, fatal là nó là tính từ. Còn fatality nó là danh từ, là một vụ việc chết người. Gì nữa không? Là gì nữa không? Em đặt S1 là biến cố xe hơi nhỏ liên quan đến một tai nạn. Biến cố đó là một cái xe hơi nhỏ, small car đó gì? Gì nữa không? S2 là biến cố không phải xe hơi nhỏ. Quan đến một tai nạn. Not a small car. Được chưa? Được.
Rồi thế thì bây giờ nếu mà đã đặt như thế rồi thì bắt đầu mình thử tiêu hóa các con số này xem. Dạ. Đầu tiên là cái con số 18% thì em biểu diễn sao? Dạ thưa thầy, cái 18% là cái 18% là b của b của xe hơi nhỏ b của Đây này, thấy không? Đều là giống nhau này. Dạ, B của F1 này. Chính xác. Ở đây là bằng 0,18 hả? Dạ, đúng ạ. Rồi, tiếp. Cái con số số này đi. 0,128 thì biểu diễn sao? Dạ thưa thầy, cái 0,128 là positive accident. B của F sạc cho F1 có điều kiện nhé. Đây. Chính xác là nó là như nào? Có nghĩa là xác suất chết người ấy gì? Fatality đấy gì, đúng không? Dạ, đúng ạ. Có thấy không? Giống nhau không? Dạ, đúng. Trong điều kiện đó là small car gì? Dạ, đúng ạ. Đúng không? Dạ. Thế nên là cái cụm này thì sẽ có thể viết thành P của cái gì nhỉ? P của B của F. Xác suất có điều kiện để ra biến cố F trong điều kiện là biến cố với điều kiện biến cố F1. Trong thực tế thì cái con số này theo em có tính được trong thực tế á? Tại vì đây là tình huống thực tế mà bây giờ đưa ra các con số mà trong thực tế không thu thập được thì đâu còn gọi là tính thực tiễn của cái câu 4 bài nữa. Thế em trong thực tế có thu thập được cái giá trị 0,128 này không? Và thu thập bằng cách nào? Dạ, được thầy. Thu thập bằng chắc thống kê của Bộ Giao thông Vận tải hay của Công an Giao thông gì, Cảnh sát Giao thông gì. Ừ, nhưng mà đúng rồi, đấy từ cái dữ liệu an toàn giao thông quốc gia, thống kê về vấn đề người chết, người tai nạn. Nhưng mà cách thống kê là như thế này, phải thu thập tất cả các cái vụ tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ gì ấy, hả? Dạ. Ví dụ trong năm 2020 chẳng hạn, thống kê tất cả các vụ tai nạn liên quan đến xe máy ấy, có thống kê được không? Dạ được thầy. Thế bây giờ lại thống kê là tổng tất cả vụ tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ có được không? Dạ được luôn thầy. Rồi bắt đầu là thống kê tổng tất cả các cái vụ tai nạn liên quan đến xe hơi lớn, khi xe hơi lớn, được không? Được. Được hết. Sau khi đã thống kê được tổng số các vụ tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ rồi thì bắt đầu nó có các tình huống sau đây là sẽ có ví dụ nhá, thì đấy ví dụ thôi. Có 1.000.000 vụ tai nạn liên quan đến xe hơi nhỏ. Trong đó có 200.000 người chết. Tức là trong 1.000.000 vụ đó thì có 200.000 cái vụ dẫn đến chết người á. Có hình dung ông Tiên? Dạ, nhận được thầy. Rồi có 800.000 thì không chết người. Yeah. Ok không? Dạ yeah, được. Trong 800.000 không chết người đó thì sẽ có khoảng độ 200.000 thương tích để lại di tật lâu dài. Rồi yeah. Chấn thương nặng ấy, hiểu không? Dạ yeah, được. Còn lại 600.000 chấn thương ở mức độ không để lại di chứng lâu dài, có thể là khôi phục hoàn toàn. Được.
Thế thì với các số liệu đó thì bằng phương pháp tần số tương đối là tính được gì hả? Dạ được ạ. Tính cách nhẹ nhàng, chả có gì cả, đơn giản. Thế nên là trong thực tế là sẽ phải thu thập được con số 0.128 nhá. Đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Tại sao thầy lại hỏi những cái chuyện như thế? Tại vì là thầy đang đặt em vào tình huống là sắp tới. Nếu mà em làm một cái nghiên cứu liên quan đến an toàn giao thông quốc gia để mà có những cái chính sách đề xuất đối với luật an toàn giao thông quốc gia ấy, luật giao thông á, là nghiên cứu khoa học ấy, thì có biết cách mà thu thập á, thì mình dùng tiền. Dạ được ạ. Ừ, đó, chứ không phải làm cái câu 43 này tính ra kết quả là xong đâu, không có cái chuyện đó. Như thầy này nói vừa đấy với cả bạn Thảo đấy, thầy không dạy theo kiểu đấy. Em thầy đang đang đẩy em vào tình huống này, em là trưởng nhóm nghiên cứu đó, thực hiện một cái đề tài nghiên cứu mang tính thực nghiệm, có bằng chứng thống kê để mà đề xuất chính sách á, chính sách pháp luật đó, thì phải thu thập dữ liệu theo cái kiểu gì? Từ nãy là thầy chỉ cho em cách thu thập của họ rồi này, thấy không? Đúng thấy không? Dạ thấy ạ. Ừ. Còn con số 0.18 vừa nãy ở trên kia thì cũng thu thập được gì? Dạ được. Dựa trên cái cơ quan đăng kiểm nó sẽ biết được là tỷ lệ là bao nhiêu trên đường này, có bao nhiêu phần trăm là xe hơi nhỏ gì? Dạ. Và có phải nhất thiết cứ phải nghiên cứu về xe hơi nhỏ không? Nghiên cứu về xe máy có được không? Được thầy, xe được, nào được luôn đó đấy. Nó là một nghiên cứu có tính mới lý do đấy. Rồi đấy nhá, đây là học nó phải tới nơi tới chốn đấy coi, chứ không phải cái chuyện là tính toán đơn thuần theo cái nghĩa tính toán cho vui đâu, có chuyện đó đâu, không dạy cái kiểu đó, cái kiểu đó mất thời gian. Rồi bây giờ với cái này thì sao? À, biểu diễn cái con số 0.05 đi. Dạ thưa thầy, 0.05 là xác suất của xác suất có điều kiện của F. Thứ nhất là cái này có dẫn đến chết người hay không đấy? Hả? À? Có chết không? Dạ có. Ờ đây có đây, con ít tình tu for sao thì rồi. Tức là mình phải đặt ngay đến cái vấn đề là nghĩ ngay đến cái chuyện nó làm cái P của F rồi đúng không? Dạ. Yeah. F nó là fatality này. Với điều kiện như thế nào? S2 thầy. Không phải xe. Ừ, tại vì đây này. Ở đây nói là not involving small car này. Tức là nó ở đây này, đúng không? Dạ. Yeah. Ừ đó. Thế nên là cái này nó sẽ phải là S2 hả? Dạ. Ờ. Nó bằng bao nhiêu? Dạ bằng 0.05. Còn trên là bằng 0.128. Rồi xong nhá, tiêu hóa được cái đề cái con này không? Dạ, nghe được thầy. Cái con số 0.05 trong thực tế thì vẫn thu thập được gì hả? Giống như vừa lấy giống ở trên kìa, như 0.128 kìa. Dạ. Thu thập được không? Dạ được thầy. Ờ, thầy đã chỉ cách thu thập trong thực tế đó. Thế bây giờ này tiêu hóa cái câu hỏi của người ta. Người ta hỏi là cái gì? Xác suất này. Dạ, người ta hỏi là giả định rằng nếu như quan tâm đến các tai nạn chết người thì xác suất để xe hơi nhỏ liên quan đến loại tai nạn này là bao nhiêu? Ừ, tức là chết người đã xảy ra chưa? Dạ, dạ xảy ra rồi thầy. Ừ, chết người đã xảy ra rồi. Nha. Ok không? Tại vì đây dạ. Người ta bảo là suppose này. Quan tâm đến accident mà involving fatality này. Thế liên quan đến chết người đã xảy ra rồi nhá. Dạ. Ờ.
Có nghĩa là cái nhà nghiên cứu này họ đang quan tâm đến cái việc là các vụ chết người, và theo em mày nghiên cứu này làm gì? Để giảm cái tỷ lệ người người chết đi, đúng không hả? Đây là một nghiên cứu để phục vụ chính sách, các giải pháp để giảm cái tỷ lệ tử vong cái gì hả? Đúng thế không? Đó đấy. Học về tận cùng phải hiểu theo nghĩa như thế đấy. Thế bây giờ cái vụ chết, cái vấn đề chết người nó xảy ra rồi nhá, nên thầy gạch một phát, thầy ghi chữ F này, hiểu không? Thế thì biểu diễn là xác suất có điều kiện, thì cái đầu tiên nó phải là cái gì? Dạ thưa thầy, nó phải là Small k này. F1 hay À, chính là S1 đó, đúng không? Tức là bây giờ câu hỏi đặt ra đối với nhà chính sách, họ rất quan tâm rằng là cái việc chết người đã xảy ra rồi, thì cái khả năng là cái vụ chết người này liên quan đến xe hơi nhỏ là bao nhiêu phần trăm? Theo em cái câu hỏi này có ý nghĩa đối với nhà chính sách không? À, À, có rồi. rất có ý nghĩa. Giống như là chúng ta chỉ nghe báo cáo về 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 Trung tâm An toàn Giao thông Quốc gia ngày mai là có bao nhiêu người chết, nhưng cái còn là họ muốn phân tích nguyên nhân cái chết ấy, thì là nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do xe xe máy, xe hơi nhỏ, xe hơi lớn hay là như thế nào, ok không? Mà nếu mà cái con số này là lớn thì cái cơ quan hoạch định chính sách nó có cách kiểm soát vấn đề về 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 sự, về về xe hơi nhỏ chứ nhỉ, có đúng thế không? Đúng rồi. Nếu mà tính được con số này làm cao ấy, thì với tư duy của một cái nhà làm luật đấy và người thiết lập chính sách ấy, dựa trên dữ liệu ấy, thì thầy hay gọi là database, data driven, lý do đấy, gọi là này, data driven. Nếu mà xe hơi tính ra được con số này cao thì lập tức nghĩ ngay đến các cái chính sách sau đây. Một là vấn đề đăng kiểm cho những ông chiến sĩ nào lái xe hơi nhỏ thì phải làm gắt gao vào, ok không? Dạ đúng ạ. Ừ, chứ không phải đơn giản mà tự nhiên mà có bằng lái xe xe hơi nhỏ được. Thứ hai nữa là cơ quan giám sát an toàn giao thông quốc gia thì tăng cường kiểm tra kiểm soát cái tụ này nhé. Dạ. Cứ xe hơi nhỏ thì tăng cường kiểm tra kiểm soát. Đó, vân vân. Đó, đầu óc tư duy lên. Đấy, từ đây nó mới hình thành chính sách đấy, đúng không? Đúng rồi. Từ đây tờ này bắt đầu mới hình thành policy này. Đó. Thế thì em bây giờ mấy câu chuyện là vận dụng định lý Bayes thì nó tính ra được bao nhiêu nhỉ? Không phải bao nhiêu? Không phải để bấm máy hay dạ không phẩy 356 356 đâu? Làm tròn nhiều quá. thì để em bấm lại. Một số bạn nhé, bây giờ thầy góp ý cho bạn Hà này. Hà ơi, Dạ em nghe Hà thầy ạ. đỗ 049 này, Hà này. Dạ, vâng ạ. Thứ nhất là đi thi là không làm tròn nhé Hà nhé, ít nhất là lấy 4 số thập phân nhé. À, dạ vâng. À, Không Thứ hai phải. là bạn Thùy cũng thế nhé, Thùy nha. Thùy ơi, Dạ vâng thầy. đi thi không được làm tròn kiểu này, phải lấy ít nhất 4 số thập phân. Dạ. Nhiều tình huống phải lấy nhiều số hơn. Nếu mà số đấy nó các số về sau nó nhạy cảm với cái số đó. Thứ hai nữa là cả rượu đấy nhé, rượu ơi. Dạ Đi thi không không làm tròn nhé. Ôi Làm tròn quá đáng kiểu đó, ít nhất lấy 4 số thập phần. oh, Giờ tính tính sao đây tiền. dạ dạ ghi phép tính luôn á thầy. Không ra kết quả. Dạ 0,3597. 97 hả? Dạ. Rồi. Thế bây giờ em thử tiêu hóa cái dữ liệu này để đưa ra quyết định xem nào, thấy con số này nhiều nhiều ít. Có một cái gọi là cảm dữ liệu xem nào. Dạ thưa thầy thì con số này nó tương đối nhiều thầy.
Nó quá 1 phần 3 mất rồi cái kìa. Cứ chết người thì quá 1 phần 3 liên quan đến xe hơi nhỏ mất rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Còn bao nhiêu cái phương tiện trên đường cơ mà. Đúng không? Dạ đúng ạ. Thì đây là một cái căn cứ thống kê để mà làm quyết liệt các chính sách kiểm soát xe hơi nhỏ này. Đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ mình đưa ra một chính sách kiểm soát quyết liệt cái vấn đề về xe máy thì bây giờ sao? Bây giờ cứ nói khơi khơi đi thì ai đang nghe? Thì bắt buộc phải làm một cái nghiên cứu kiểu như này này. Có hình dung không Tiên? Dạ. Ừ, đó. Đưa ra con số thuyết phục như này thì chính sách nó mới mạnh được. Tức là phải tập trung vào cái điểm cốt yếu mà để mà đưa ra các cái gọi là các cái hành động và mặt chính sách. Thì tập trung vào các chuyện tào lao nó nhỏ lẻ thì tập trung làm cái gì, đúng không? Nguồn lực có giới hạn, tập trung vào vấn đề cốt yếu thay vì là dồn nguồn lực để xử lý tất cả các loại phương tiện thì tập trung vào phương tiện nào là cái nguyên nhân chính gì, đúng không? Dạ đúng rồi. Để xử lý nó thì lập tức là dập được dịch ngay gì đó, từ từ đây giờ nó chuyển lên policy là lý do đấy. Rồi được, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao đến 9 giờ nhé. Dạ vâng ạ.